Timbersaw thì Luna không nhỉ? Chắc đấy chơi Luna cũng khá là ổn. Luna đi lên cả Timbersaw. Thêm một con support 5 mạnh nữa thì đây này hoàn toàn làm được. Con 5 có khả năng điều đam phép Oracle. Oracle cũng ngon. Timbersaw là hơi mệt rồi đấy, đang phải suy nghĩ rồi. Thật ra thì nếu mà là Timbersaw thì vẫn đẩy Ashe carry được, Ashe carry đi lane không sợ Timbersaw. Kèo này vẫn chơi thoải mái. Đang suy nghĩ đến từ Aster rồi. Ashe carry được, offlane được. Hay là lựa chọn trước một con support đi. Tơn này biết một con support có nhiều đam phép một tí. Winter Wyvern sắp 5 thì hơi khó để đi đọt tim sau nhỉ. Em nghĩ Winter cũng là một cái con năm khá là ổn, nhưng mà carry nếu như mà Winter sắp năm thì carry cũng phải thuộc dạng khỏe để chơi với cả Timbersaw. Chính xác, cũng phải là một con carry. Để con ách về thì là được này, để ách về Máy carry được này. bay, máy bay, Máy nhưng bay mà à? máy Máy bay bay máu đi mỏng lắm, gặp quả combo úp lồng với cả catalyzm hơi khó thở. máy bay thì đi với Timbersaw ổn. Looks like we lost one. Xem trận này FPS phải có một người bên phía team Aster, lại lại có một người lên Orchid trước, một người lên Orchid chơi với cả Phoenix Void. Lina dành cho team Đó, nhiều đam phép rồi đấy. Aster. Lina đi mid với cả Invoker rồi, kèo này thì là Được 5 ăn 5 luôn. thua thôi. Invoker lửa mà. Invoker lửa Invoker thì lửa. Lina chơi thoải mái. Enchant 4. Ô, cái gì đây? Enchant 4 à? Đừng nói với tôi là à, thật ra thì cũng không phải là chắc chắn là Void sẽ là sắp 5. Đảo với carry thì God King vẫn đánh được. Nếu mà Enchant thì trông giống là Enchant sắp 5 nhỉ? Không, Enchant 4 đi. Sắp 4 anh ạ, để đi Enchant lane. của Felixia 3. Hợp lý. Cái lane này khỏe. Xong. Enchant nhìn con Doom. Doom là hơi vướng. Né thôi. Bây giờ Doom đi đâu thì là Enchant đi chỗ khác. Nhưng mà thật ra thì bởi vì con Doom này nó phải nhiều điểm ăn. Chứ một điểm ăn thì con Doom nó chỉ ăn được con quái level 4 thôi. Enchant bắt những con to thì không ăn được. Như kiểu là quái level 4 thì bắt những con level 5 đổ lên. Như là con Centaur này, Centaur là level 5. Con Dark Throne, con cá tím thì là level 6, quái level 6. Đấy những con đấy thì Doom một điểm không ăn được. Nó lại chạy ra đấm vỡ mồm Doom luôn. Radiance ban. Xem các thành viên bên phía Team Master. Ban Gwyn, ban Grim Shock. Bên phía Team Master lựa chọn gì em nhỉ? Lần pick carry cuối cùng không? Hay là Ashe carry? Ashe carry. Thế thì hơi khó nhỉ? Em nghĩ vẫn là Ashe offlane đi. Ashe offlane đi ở Lina sắp 4. Không thì Ten trận này Doom seconds đi đâu to ta? Ashe carry, Doom offlane, Lina đi mid. go. 5 Bây seconds. giờ pick thêm một con sắp 5 à? Radiance pick. Ồ, chồn, Hoodwing. Có lẽ là đúng rồi. Ashe carry, Doom offlane, Lina đi mid với cả Invoker. Hợp lý. Ashe thì carry đi cả team sau thoải mái mà. Hợp lý rồi. Thế thì Winter với Ashe đi với cả team Vsauce là yên tâm luôn. 10 seconds to go. Em nghĩ là sẽ có đảo lane để cho Doom 5 đi seconds. với cả team Vsauce. Doom Hoodwing đi với team Vsauce Enchant. Thế thì hơi khó nhỉ, Doom Hoodwing thì lại hơi yếu. Nào để xem bên phía ING chọn là Doom Hoodwing thì vị anh nghĩ cũng trí được. Bởi carry một cái lane hòa hòa để Doom farm thôi. bay Máy bay, carry. Máy cũng bay có đi với con cả nào Phoenix Void. Thôi cũng được. Cơ follow bản down trong là lồng. cái con Phoenix Void là một con sắp 5 đi lane yếu. Nên là cái con carry đi cùng thì phải là con đi lane mạnh, tay dài. Hợp lý, hợp lý. Một con Nó máy dễ bay rất farm. hợp lý. Trận đấu này Nhưng nếu mà mà gần để về như late game là anh tin bên phía của team Royal Never gấp hơn đấy. Combo úp lồng, Catalyzm, máy bay xả đam các thứ nhiều trò lắm. Bên kia thì nhìn xem hai co thì là tay ngắn tứ sở chiang rồi. Team mà sơ so nó cưa cho thì là rất là đau. chỉ hơi băn khoăn một chút, phải có khoảng thời gian tầm khoảng mid game
Máy bay lúc đấy thì đang farm khá là nhiệt. Mid game thì invoker lửa hơi yếu, chính xác. Invoker lửa hơi yếu. Mid game invoker lửa cần farm nhiều, cần gậy xanh các thứ. Sẽ không đi hỗ trợ đánh nhau. Chủ yếu là sẽ follow bằng cái sunshine thôi. Bên team Royal này vừa up thì làm gì có setup đâu. Chắc là setup bằng cái rocket của máy bay thì là sunshine dễ nhất rồi. Mà máy bay thì mid game cũng phải farm, không đi đánh nhau nhiều. Nên là mid game bên phía Royal này vừa up họ sẽ yếu. Nhưng bù lại, nếu mà qua được cái giai đoạn đấy, đến giai đoạn late game thì họ sẽ rất mạnh. Đúng. Với việc Team Master họ có hai con hero strength là Axe và cả Doom. Trận này nếu như mà kìm hãm được hai con hero này thì em nghĩ là họ có thể ổn. Nhưng mà nếu như không kìm hãm được hai con hero này, không sợ lồng của Felix Boy. Khá là trâu, những cái con tướng strength lại còn có khả năng zone tốt, có Doom. Lam thì cũng là key hero. Mà bây giờ cái con Winter Wyvern này nếu mà anh ta lên được cái Holy Locket thôi thì đồng đội bị úp lồng thì dí một cái câu Embray vào hồi máu rất là nhanh. Đối phương dồn một nhịp không chết, qua được tân lồng là ok. Có Holy Locket thì câu Embray hồi máu nhiều lắm. Chưa kể là có thể dí luôn cả Holy Locket vào đồng đội hồi rất nhiều máu. Lượt pick vào máy bay chủ yếu là để họ đảm bảo một cái thế trận về late game thì họ có một con máy bay chơi lại được với cả bên phía của tơ. Everybody get set. Ông này đầu game cứ chết chết nhỉ? Đầu game ông nào cũng thấy chết anh ạ. Match là hợp lý nhất rồi. Giro á? Giro carry mà, God King cầm mà anh em. Voice support. Chắc là người anh em này ít xem Team Roy ở này ở web. Felix Boy là sắp đâm. Setup thôi, lồng đẹp cho máy bay xả đam với cả Invoker làm trò thôi. Trận này thì phụ thuộc vào Phyllis Boy khá là nhiều. Master thì không ai lên được con cái Orchid để có thể chơi dồn đam vào Phyllis Boy. Trận này nếu như mà có Doom này, I'm dead. Có Doom côn, trận này sẽ phải cố gắng bắt bớ con Phyllis Boy sớm. Hai con chuột bình thường mà, bởi vì bọn mình đã phải đi cam nước ngoài, mình sẽ giấu con đi thôi. Đây để cam nước ngoài để cho hai anh em cùng nhìn một cảnh. Đồng bộ anh em ạ. Đợi xem tầm giai đoạn đi len như thế nào. Nghĩa một cái len khá khỏe. Khá là khỏe ở khu vực len top dành cho Timbersaw cũng như là cả Enchan. Bởi vì cái con Axe cũng như là Axe và cả Winter Wyvern thì không xử lý được con đệ. Enchan Timbersaw cái lượng đam rất là lớn để dí vào người Axe. Có đam của Impetus, có đam của Cứa, rất thốn. May đây rồi, cộng luôn cho mình một điểm vào tên lửa đầu tiên, dí vào X-Gate trên này Lam chết luôn. Lane này không dễ đi một chút nào đâu, có Impetus, có Cưa, có Timber trên, rất khổ. Monet thì vẫn đang farm ổn bởi vì là Flybye vừa dí vào, đâm ra là cái turn này anh ta chưa farm được bao nhiêu grip sau. Phi kìa, giáo nó là đau luôn. Đây sẽ là một trận đấu nó không dễ dàng dành cho các thành viên về phía Team Master đâu. Monet sẽ không được free, nhìn những cái cú phi Impetus kìa và có thể là anh ta sẽ nằm luôn ở đây nha. Vẫn đang dí theo ở đấm và Monet tiếp tục nằm xuống. Wow, một trận thi đấu rất khó khăn dành cho Axe. Lam cũng bị dí theo và đây Lam ạ. Không, chưa chết anh em ạ. Nhưng mà turn này thì cũng có vẻ như là đi rồi. Một phi nhưng mà đối phương thì có Verify vẫn sống được. 36 máu. Hỏng. Tôi vừa bảo là Axe đi lên cả Tiburso thì sẽ ổn thôi. Làm cái gì mà chết mất một mạng rồi. Nhưng tôi không sao. Một mạng cũng chưa vấn đề gì với cả Axe. Quay trở lại lên và tiếp tục farm thôi. Cục mid này thì Invoker đang là người hard rush tốt hơn chăng. Nhưng xét về last hit thì đang là cân thôi. Nào đẩy một con đệ ra để cố gắng deny cái rune.
Nhưng mà Wyambum thì rất cục. Đang chờ cái bottle. Vẫn đang giữ lại cái rune này để chờ bottle ra thì sẽ là sử dụng hợp lý. Giết được con đệ rồi thì Invoker sẽ không deny được rune. Nào, cố gắng giết đi cái con Crit. Khi anh chàng Enchan thu phục được trước đã. Con Crit có aura hồi mana cũng như là có khả năng hồi máu, con Crit rất là mạnh. Không sao, Ash chết một mạng đánh vớ vẩn thôi, đánh lỗi thôi anh em ạ, chứ Ash đi Tiber Soul ổn mà. Đi thoải mái. Chưa có gì anh ạ. Thường xoay đạp Tiber nên là giáp của Tiber Soul để làm gì đâu. À, thì đầu game cái lượng hồi phục con Tiber Soul đang tương đối lớn bởi vì có thêm cho mình cái ring hồi máu rồi. Có rồi à? Anh ta có hai mạng rồi nên là có một cái ring sớm cũng hơi mệt. Một land mid Invoker. Invoker đi với cả nếu mà Invoker đánh lửa đi với cả Lina thì em nghĩ là không sợ lắm bởi vì là đang có con đệ này, cho xong rồi thêm cái lượng đam tay rất là to nữa cũng không xoắn cái việc lát hit deny với cả Lina. Phần nào thì với cái việc xải tay ngắn hơn thì sẽ bất lợi hơn một chút. Enchan di chuyển ra khu vực land mid rồi. Lina sẽ phải về trong turn này thôi. Nào, không về được đâu nha. Có cả Sunshine Vipetus vào rất nhiều đam. Wyambum chết ở khu vực land mid rồi và thậm chí quay lại đấm Lam luôn này. Nhưng mà Lam còn cố gấu ở đây. Con đệ đang cực kỳ khỏe tầm thời điểm hiện tại. Và các thành viên phía Aster không có con gì để có thể xử lý con đệ của Enchan. Giống với cả game đấu đầu tiên, thời điểm đầu game thì Royal Never Give Up họ đang là người làm tốt hơn. Dẫn về mạng, cũng đang dẫn luôn về cả network nữa. Trên này thì trông giống đang là một cái kèo hòa thôi. Nhưng mà cả hai đều có cho mình cái ring of view rồi. Dưới lane bot này thì máy bay của Colixia 3 đang farm được 23 creep so với Doom là 17. Nào, time deletion. Khó chịu đấy. Chính nhắc, con Phoenix Void này đi với cả Doom khó chịu lắm nhá. Bởi vì cái skill 1 của con Doom này cắn creep đi vào. Cô đau rất lâu. Cứ dính tham thì lên sừng là cũng là lại dừng cú đau luôn. Đúng rồi, lại làm cho cái việc ăn crit nó bị chậm đi đó. Chuồn lùi thì đều là active rồi. Chắc chắn là sẽ sợ Phelps Void rồi, đúng không? Hợp lý đấy, ô nhưng Lam có bắt ở đây làm gì vậy Lam ơi? Đẩy ba người xuống dưới cái lên bot là... để đi máy bay. Nhưng trông không giống là làm gì được God King. Khi mà Ash ở trên top thì anh ta có thể đi một mình. Mà cái lên 3 này tôi đang thấy nó đang không có nhiều tác dụng. Lam có lẽ sẽ là đi làm việc khác, ví dụ như là đi sở tách sở tiền. Chứ đứng ở đây ba ông chia level thì Doom sẽ rất lâu mới có ulti. Với việc là Lam di chuyển xuống em nghĩ là Ash chưa chắc đã đi một mình được đâu, bởi vì đối phương là Enchan và cả Timber Saw. Em nghĩ là nếu mà có Lam thì anh ta còn tự tin được. Chứ còn không thì là Timber Saw cứ lao lên cấu rỉa xong rồi Enchan chạy ra slow là cái con Ash này được đi luôn đấy. Ê, lên bao để làm gì đâu, Lam xuống đây chẳng thấy làm gì cả. Giết người thì không giết được. Anh sắp chết rồi, anh chết rồi. Tự nhiên bỏ đi. Là thôi thôi, Monet chỉ chết rồi. Bịp rồi. Con Lai level 6 rồi mà anh. Ui, bịp. Tập này thì con anh khác gì sợi bún. Tôi thấy có dấu hiệu hơi lừa nhá. Tập này vẫn lang thang. Bây giờ đứng ở trong rừng. Chờ 10 phút đồng hồ. Sau đây anh em, 10 giây. Chờ 10 giây để stack được một bãi bởi vì không biết làm gì mà. Bây giờ là Winter Wyvern của Lam nó không biết đi đâu về đâu rồi đấy. Lang thang rồi đấy. Wyvern Boom là anh ta có thêm cái lượng farm của quái rừng thôi, đâm ra là anh ta mới nhỉnh hơn đối phương. Thực ra về lượng network thì thậm chí là Lina đang thua một con Invoker của khu vực land mid. Trời này em nghĩ là Invoker sẽ tay tiền sớm thôi, midas sớm. Đừng phải farm nhiều. Đứng nửa phút đồng hồ để stack một bãi thì không stack được bởi vì đối phương cắm mắt. Xem cắm Senchi ra không check kỹ, không tìm thấy cái Senchi của đối phương. Lam ơi, tìm đi. Lách quanh ở trong bãi rừng này thôi mà chưa thấy gọi là stack được cái gì cả. Ông Lam này đang hơi bịp nhá. Chan bằng level của Monet, anh ta vào farm rừng cùng Monet luôn. Trong cái con Peter vừa này trông hơi bình vôi. Giống 4 đánh 5 rồi đấy. Timber Saw thì là có tơn xe đẩy xong cái trụ đầu tiên rồi. Monet mà gấu ở đây thì cũng là chết luôn. Bởi vì Enchan đang vòng sau rồi. Monet đang rất thấp máu.
Có người lên cover, đấy là vị trí của Lam. Mà subscribe một Impetus đồng thế nhở, đối phương luôn cố gắng giết flyby và cũng thành công rồi, đổi mạng là rồi. Thành công đây, quay được Fearless Boy gỡ lại gỡ mà cảm giác đây, cái pha di chuyển lên vừa rồi là Lam có hiệu quả, mất đi ách nhưng đổi được mạng tuy vừa so ở dưới cái chạc ba bot thì bắt được Fearless Boy nữa. Vâng, God King thì vẫn đang rất tự tin khi mà con Doom này chưa có level 6. Với việc là Winter Wyvern bắt lại đứng ở dưới boss, thành ra 3 người chia XP. Nào, lốc chúng, thả thiên thạch, nhưng mà không thành công. Nhưng mà có Felicia 3 ở đây rồi, vẫn không được. Con voi này không hỗ trợ được gì, mà thôi xong Felicia 3 ơi. Anh ta đang đai hơi sâu, nhưng mà cái con Enchant nó đấm Lina đau quá nha. Vâng, phải ulti luôn anh em ạ. Mà ở đây Finn sao? Finn có xét đau ạ. Phải phinh em bạn, không phinh con xe tao đấm 2 nhịp nữa là chết. Lina chết mà. Con xe tao này được bắt bởi Enchant, con Enchant mắc 2. Được bonus bao nhiêu đam đây? 50 đam. Đấm rất đau. Tiếp tục bị quấy rầy ở đây và lại một cú sunshine và Lam đi rồi. Sao tôi vừa lấy giờ nhiều mạng quá. Nhìn xem anh ta top 2 nét group là sắp sửa có Vidat rồi. Bịp bịp kiểu gì anh em ạ? Bịp lắm đấy ạ. Kinh ghét chưa có Doom, mà tầm này God King có cho mình level 6 rồi. Thật ra đối với các thành viên bên phía team ING, thậm chí cái lồng của Fearless Boy cũng là một cái skill để có thể cover những người đồng đội khi mà bị Doom. Doom lồng chạy đúng không? Cũng được. Đúng rồi anh. Mà Doom thì Enchant có thể mở Nature Tendon lên xong sau đấy chạy cạnh người đồng đội của mình để hồi máu. Trông cũng khá là yên tâm. Trận này có lẽ là một cái mục tiêu mà họ cần Doom chắc là con Timbersaw. Timbersaw đang rất xanh. Timbersaw 4.500 tiền. Invoker thì cũng hoàn thành xong trong mình Hand Midas rồi. Trận này khó đánh dành cho bên phía Aster nha. Kale. Lag rồi. Kêu lag rồi. Chết. Game đấu đầu tiên mượt mà lắm, game này lại thấy lag. Lại thấy sao vừa lag rồi. Hảo. Sao voi cứ chạy lung tung á? Voi sắp 5 mà bạn. Đi tại Spay. Cần voi gì farm đâu anh đánh em. Đánh nhau ở đâu thì có bắt ở đấy thôi. Có phải là voi carry đâu mà chẳng chạy lung tung. Alright. Tao đến bây giờ mới kêu là Kale. Dồn đam, cái này họ bắt được máy bay rồi. Ba người di chuyển xuống. Mạng máy bay nằm xuống là xứng đáng rồi anh ạ. Chạy đi đâu đây? Red Panda di chuyển đến khu Glen Mid, chám lại vị trí Invoker để lấy cho mình level 6. Hết lag cái, ăn luôn mạng của máy bay rồi. Nào Red Panda, cố gắng có cho mình cái level 6 đi, có cái lồng đi. No breaking down the radiant structures like this. The Dire might want to mine their top tower. Chuyển ra khu vực Glen Mid. Thực sự trận đấu này con Enchant trong tay Flick 3 nó đang quá nhiều tác dụng. Lượn đi khắp nơi liên tục là di chuyển roam gank khiến cho cái khu vực Glen Mid nó gần như là một cái lane tử thần dành cho các thành viên bên phía Aster. Red Panda lại di chuyển vào quấy rối này. Lần này thì chắc là vào hơi sâu đến từ Red Panda. Biết là anh ta có về được hay không? Không có ai follow cả. Trốn lùi chưa có level 6. Panda lùi về thành công. Ách thì anh ta cũng không muốn đuổi bởi vì tầm này farm quan trọng hơn. Dưới này XGS gặp flyby thì là chân còn chạy thôi nhở. Ui ta có nên Doom không ta? Hơi cóng đến từ vị trí XGS. Những cái cú cưa nó thốn. Doom phải có đồng đội chứ. Bây giờ Timbersaw level 10 có hút. Doom vào đạp đâu ra. Bây giờ phải hai ông đồng đội nữa đi. Một mình ông trốn lùi này cũng không đủ đâu. Nào bây giờ có sharpshooter rồi này. Nhưng mà chưa có gì khống chế flyby. Trừ cái trường hợp mà anh ta chói được flyby. Liên tục là cắt cây đi để check vị trí của trồn lùi không cho anh ta chói. Flyby đánh cũng quái thật. Lina thì đang cố gắng đua farm với cả một con máy bay cũng như là một con Invoker. Máy bay thì không biết đã hoàn thành xong cho mình gậy xanh chưa. Thiếu một mảnh nữa. Chưa, 200 tiền nữa. Chưa. Bị
là luyện lốc rồi bay BKB, MKB đúng không? Thứ như vậy là đẹp nhất rồi. Thêm cái đồng len nếu mà muốn thì lên sớm được. Bắn phá hơn. Sunshine nhưng mà ngay lập tức là có Winter Curse ngược lại và cú lốc lên không trúng người của Lina. Flixxaba vẫn đang cố gắng lấy mạng của Lam nhưng không được rồi. Sharpshooter bắn thẳng vào người Flixxaba. Bây giờ muốn tràn lên đến từ Wild Boom nhưng không được rồi. Một cú cưa vào thêm thả Thiên Thạch. Gần như là không trúng mục tiêu. Lina vẫn lùi về được với cái lượng tốc chạy rất lớn đến từ Fairy Soul. Ai là người trồng cây đấy xuống. Boboka trồng của cây hay nhờ. Tôi tưởng là Timberso trồng cây lỗi. Boboka anh ta biết là Timberso sẽ đu nên ta trồng cái cây. Ở đây sao đổi mạng thôi. Khi mà Lina nhanh tay lấy được mạng Enchant thì anh ta phải nằm xuống trong tay của Invoker. Tiếp tục là lái dành cho ai quay lại. Tầm này thì Ash vẫn phải farm rất là nhiều. Một con Ash đi lên không xanh. Anh ta còn đang thiếu tiền để mà hoàn thành cho mình Manta. Chưa kể là còn phải là cả Blink với chat nữa thì mới bắt đầu khỏe được. Ăn trụ mid, sau đó team sau lại lưu về để bảo vệ cái trụ dưới boss cũng như là bút tiếp luôn thôi. Đây là thời điểm mà Royal Never Up họ có quyền đánh nhanh. Khi mà Ash thì đang là cực kỳ yếu. Wiggy Gat bị bớ vào rồi. Turn này anh ta vẫn sẽ là về được thôi. Người đồng đội cover, bản thân con Doom này cũng rất là cứng. Phía sau đang có Invoker, đang có Enchant, rất đông người tập trung với khu vực land boss này và có lẽ là các thành viên phía Aster họ sẽ nhả land boss thôi. Đàm tay rất to đến từ D-Stone, cái khả năng đẩy trụ kìa. Hai con đệ cộng thêm buff Aclarity và đam đến từ 3 viên ngọc lửa. Trụ khu vực land boss là xong rồi. Clear hết toàn bộ dàn trụ ngoài của đối phương. Angie đang có một cái game đấu mà trông cảm giác nó khởi sắc hơn so với cả cái game đấu đầu tiên. Trong này họ vẫn đang giữ lại được cho mình cái thế trận mà God King ở đây bị nhìn thấy và thôi xong. Cũng vẻ như là God King tự tin quá, Pelletvon chuyển xuống. Từ lâu được đối phương này, cú lốc chỉ trúng một người. Lốc trúng một người thì có lẽ là thôi. Vespana đang đợi quắc và nếu như đây là một cái lồng được thì nó sẽ là một cái lồng đẹp. Vấn đề ở đây là không cần lao lên lồng, họ đã có mạng của trồn lùi rồi. Lồng đang cool down, vẫn đang nhấp nhả. Chưa lồng các bạn, lồng vẫn đang cool down nên chưa được. Và vừa rồi thì đối phương sờ bốc lên, máy bay không có thông tin. Chết cũng là điều chấp nhận được. Thường thì khi máy bay farm ở đó thì phải có một ông support đứng ở ngay cái đoạn đồi để mà chết thuê. Nhưng đối phương sờ bốc lên thì support sẽ chết. Nhưng mà không có support nào cover thì anh chàng Felicia 3 sẽ chết thôi. Vâng, không hiểu là Red Panda làm cái gì mà để con Ash nó có thể côn. Con Ash không có bờ linh, con Red Panda chạy vào đấm con Ash à? Voi chạy vào đấm Ash làm cái gì? Thì cái bờ linh này ạ. Thì cho Ash có con bờ linh sớm. Chịu đấy. Lam ở đây cố gắng để có thể chạy về, anh ta sẽ chạy được thôi. Lai Mai không có gì để cancel TT cả. Dưới này thì Ash lại bị tổ quay rồi. Cá lửa, Phi Impetus rất đau và Monet sẽ chết trong tuần này thôi. Một cú đấm nữa. Không được rồi, nhưng Sunstrike cũng là trượt luôn. Hào ra cái khủng lại mạnh đấy à. Chưa chừa anh. Nó lại là sống ngăn luôn. Click Sava thì ăn sắp shooter là đi vậy. Nhưng bắn trượt đến từ Morang. Không thể tin nổi và dùng cái Doom để giết một con support. Nhưng mà không còn gì để ăn thì đành ăn tạm vậy. Cố gắng thịt con Nai này bằng một cú chặt đầu từ Monet. Bù lại được khoảng lượng tiền tương đối thọt luôn. Red Panda thì cứ đi lông nhông, cắm Sentry thôi. Phá mắt đối phương, sờ cao chiếm rừng. 3k net chênh cho các thành viên về phía RNG. Đấu này thì họ đang có một cái bảo hiểm nhân thọ trong con máy bay. Bay này thì late game nếu mà nó xanh thì nó cũng chả ngại ngần gì bên phía Team Master cả. Sananic có khả năng hút máu đi thì dù có bị Doom đi chăng nữa thì những cái sai gun vẫn sẽ bắn phối hợp cùng thể hồi lại máu. 8-9. Đấu đang tương đối chậm. 15 phút. Chưa có một cú lồng nào thực sự đẹp. Invoker sắp có gậy xanh, còn Invoker thì một xíu nữa thôi anh ta sẽ có cho mình những gậy xanh. Doom 15 phút lên Midas. Nhà điều kiện thế nhỉ. Có Blink, có Midas và có Zephyr. Sẽ hướng tới một cái thế trận đánh late game rồi. Đã cả đầu game không snowball được đối phương với con Ash, họ sẽ từ từ kéo giãn cái game đấu này ra. Doom có khoảng farm, có thời gian, có tiền. Ash carry thì đầu game không snowball, Ash carry phải 20 phút, nó phải Blink phải chat đã thì mới bắt đầu đánh nhau được.
Đây, Lina thì tôi đang thấy là lên thẳng cho mình. Giống là lên luôn creep này. Có Lina cục thấy nào? À không, Shadow Blade á. Món đồ này thì là hơi dị. Nếu mà Shadow Blade thì tôi thấy là hơi dị. Để đi bắt lẻ chăng? Thật ra thì cái Shadow Blade nó không chuộng lắm với cả con Lina ở trong con bè. Con bè thì người ta sẽ lên những con đồ an toàn hơn như kiểu là Bikini luôn. Thì con bác. Chứ chẳng ai lên cái Shadow Blade cho tốn tiền này. Wow, Click Shell 3 rất tự tin với khả năng chống sát thương vật lý của mình, chạy thẳng lên một gai vào luôn. Và Flyby có vẻ vào hơi sâu nhưng mà Doom có cú dập Stantoid cực kỳ đẹp. Nhưng bây giờ có thêm cả Invoker cũng như cả Flyby đây, Sharpshooter lại trượt rồi. Ingress đang bị dồn vào và turn này thì là thôi. Vẫn đang cố gắng để có thể hồi máu nhưng mà một cưa đến từ Flyby và là đi luôn. Korak vẫn đang lẩn trốn ở trong khu vực bụi. Đối phương cũng sẽ lần vào đây để check thôi. Korak về thành công rồi. Đang có một con Timbersaw chiến quá. Con Timbersaw đang cực kỳ giàu và anh ta cứ tràn lên thôi. Trước đó thì phải khen cho cái combo đến từ Winter Wyvern cấp đẹp để giữ chân cả voi cũng như là em chan lại. Nhưng mà với việc Doom xuất hiện thì cũng chỉ là một đội một thôi. Voi đổi cho Doom thì là đổi là cực kỳ lãi dành cho Royal Naval gấp rồi. Khi đây chỉ là một con voi ở vị trí sắp bắt số 5. Nào, bắt được cái con ách này hay không? Hơi khó, ở đây có mắt. Sàn luôn với cả IG. Nghĩa với một con máy bay có gậy xanh rồi là Invoker đánh theo đường đam ăn vật lý như này thì cũng ổn. Ổn thôi. Đường băng lửa ăn ăn sớm cũng là được. Có mấy con đệ bắn trừ thủ của Roshan mà. Ồ, mất Runaken. Và có Roshan dành cho các thành viên về phía IG. Bây giờ cái áp lực lên trụ sẽ rất là lớn. Monet thì đang phải cố gắng để trốn đi farm rồi. Chưa có Blink và cũng chưa có Shard. Vừa gọi là làm nhẹ được con gà của đối phương. Chỉ là dùng cả chiêu cuối để chặt con gà luôn. Godking có gì rồi? Hiện nay Ziz gậy xanh đã lên cho mình với song kiếm chéo. Tầm này thì Godking chưa quá nhiều đam. Anh ta sẽ chủ yếu follow combat bằng cái cooldown thôi, lại tiếp tục bị bớ lẻ ở đây. Tự tin với cái Kenazis và anh ta sẽ mất nó luôn trong turn này. Mất Kenazis lần 1. Tràn tới đến từ D-Stone, tiếp tục có một cái đường băng đặt ra nhưng mà họ không đổi lại được gì. Vẫn đang cố tìm một người ở Borak ở đây, trốn rất kỹ. Quả đẩy hơi quá đến từ máy bay. Bây giờ mất cái Kenazis mà không đổi được gì cả. Sẽ phải cố gắng gây áp lực lên khu vực laptop thôi. Chuột kỹ nhỉ. Hơi khó để có thể bắt được cái con chuột đùi này. Và tôi tin Bumka bị thò ra là ăn lốc là chết nhá. Đừng liều. Cái trụ này không đét được rồi nên bỏ. À, vẫn cứ là gây khó chịu một chút. Như bạn, ôi cưa xeo đầu. Vẫn đang giúp. Lốc không tới. Và Bumka thì anh ta chạy được. Mất mạng Kenazit. Bây giờ lượng chênh lệch network cũng chỉ còn lại là 4k tiền thôi. Ingress lại bắt được gà. Sơ chùm săn gà anh em ạ. Bây giờ mỗi con gà nó cũng là 95 tiền. Mang lại một cái lượng tiền khá là lớn. 500 tiền cho một, gần 500 tiền cho một con gà khi mà cả team cùng được. Monet bắt đầu farm được rồi. Sẽ hướng tới cho mình cái Blink trước, xong sau đấy lên Shard. Tốc độ hơi chậm chút mà tầm này cũng khá là ổn rồi. 20 phút khoảng 24. Tầm khoảng 24 là sẽ có Blink với Shard. Khá là khỏe. Tận này thì ANG cố bắt của họ sẽ dễ hơn một chút. Bởi vì có Flyby đi trước để lấy tầm nhìn. Phelletvoy anh ta chỉ cần vào sau lấy úp một cái lồng đẹp thôi. Còn Phelletvoy này thì chắc là đĩa với cả Shard. Lên đồ để có thể gọi là quắc xa hơn. Với cả lên đồ sống sót thôi, gây khó chịu. Cũng chả có cái tác dụng gì trong combat ngoài cái lồng cả. Nhưng mà lồng đẹp, máy bay được bắn, Invoker được thả Cataclysm. Tầm này Invoker đang rất khỏe rồi, gậy xanh có rồi. Flyby là Lotus. Bên này thì Ash đã có Blink, đã có Manta. Và
vẫn chưa đủ tiền lên cái chat, thế chưa được anh em ạ, vẫn phải chờ Arthur, họ vẫn phải chờ Modest farm nút cái chat thì mới bắt đầu đi combat được. Máy bay đây rồi, lại ớ vẫn farm vào rừng đối phương chết. Vừa mất mạng kia đây chết ở khu vực này và bây giờ thì anh ta cũng mất luôn cái mạng của mình. Chậm lượng network. Máy bay không 30. Chưa có impact nào đến từ con máy bay này. Chỉ farm. Không sao, vẫn top 1 network. Chưa giết người, chưa acid, chết 3 mạng nhưng mà anh ta vẫn đang farm được là không sao rồi. Tí nữa đi sờ tích với cả team là ok. Ông hơi khéo anh ạ. 030 nhìn con máy bay. Thực ra cũng phải nói là một phần có vẻ như là những cái lần di chuyển của Phyllis Void nó chưa được cái hiệu quả lắm. Phyllis Void có thể lồng được cái Cataclysm rồi là cooldown ấy, thứ rất là nhiều đam nhưng mà chưa. Tập này thì Ash cũng đã trâu rồi nha, 2600 máu. Cũng phải tăng cường khả năng gây sát thương. Máy bay trận đấu này xong kiếm chéo, rồi sau đấy lên gì ạ? BKB, Santanic. Có thể item cuối sẽ là một cái đồ tăng đam tay một chút như kiểu fly vừa liền. Trận này lên fly không quá hay. Em nghĩ là lên ai đi, ai đi cho châu. Santanic, ai Skadi. Hoặc là có thể trận này hướng tới một cái. Nhưng mà bây giờ cũng là 22 phút rồi anh em. Trận này lên defu thì hơi muộn quá. Đầu game lên defu thì còn ok, lên defu hơi muộn. Ai thôi. Thế là cái game đấu này nó vẫn sẽ dài dài cả. Chưa dừng lại đây được. Akiget có cho mình BKB, anh ta di chuyển vào luôn. Big Sao 3 mở đây chờ Tenden lên và đó là cú lồng đôi. Cataclysm mở ra tương đối đẹp, chưa đủ đam giết đi con cung này. Và Holy Locket một cú úp ngồi lại gần như đầy cây máu và cho Akiget quay trở lại combat. Một chặt đầu thì vẫn còn lê vào đến số. Ở đây thì Doom lại được Timbersaw. Và con Timbersaw này thì cũng là ra đi thôi. Máy bay ơi. Vâng, có bắt không có máy bay. 4-1. Cái gì vậy? Bây giờ anh Vân đã làm rất tốt cái công việc của mình. Đó là chính xác là câu Embray thôi. Cái câu Embray để cho Doom dính Catalyst và không đủ đam. Lúc đấy thì Doom đang bật BKB nên là cái lăng cầu lửa của Invoker là không có đam. Và tôi nghĩ là máy bay nên đi cùng với đồng đội được rồi. Farm nhiều, chưa thấy một tác dụng gì đến từ God King cả. Không 30. 4-1. Và mọi lợi thế về Deadwood bên phía của Royal Nevergrass họ đã mất hết rồi. Trận đấu trở nên cân. God King thì có lẽ là thôi thì cho mình farm nốt cái BKB. Mình sẽ đi với các bạn. Máy bay 3 đô đi, thêm cái BKB đã được chắc. Và đấy Vito đánh hay quá. Voi lồng Doom bật BKB anh em ạ. Nên là cái Catalyst nó không đủ đam thì lại được câu Embray. Thế là thôi, Doom anh ta sống, thậm chí là gần đầy máu luôn. Invoker lại thong thả farm cho mình cái RO thôi. Lần sau thì nếu mà có RO thì sẽ đủ đam. Farm rồi anh ạ. Bây giờ Faelet Void mà lồng được cái là Cataclysm hai lần thì kiểu gì chả đủ đam. Chả nhẽ lại thiếu nữa thì tiêu quá. Bay thì lên game đánh được. Nghĩa là với một con máy bay Invoker thì cái tiềm năng về late game nó sẽ là tốt hơn so với cả Ash Doom. Cũng phải là combat chuẩn chỉ nha, cũng phải là những cái lồng đẹp, setup tốt, máy bay mới có thể bắn được. Nếu như mà follow down theo chỉ bằng một cái cooldown thôi thì nghe nó hơi ít. Mười mười lăm. Tờ vẫn đang là những người dẫn trước về kill. Máy bay này đang farm khá là tuyển. Có một cái vấn đề là đầu game Ash tương đối thọt, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa rồi. Một con Ash đã quay trở lại. Top 2 Netgood trông rất yên tâm. Radiant's bottom tower ain't a pretty sight right now. Ba co ở bên phía Aster đang giàu đều, nhưng mà Lina thì chưa có đồ thủ. Một cái kiếm tàng hình, một cái crit 2. Chưa hề có một đồ thủ nào anh em ạ. Đây rồi, đã có BKB trên người của máy bay. Sắp sắp
sắp có impact đến từ máy bay, nhưng mà mình nghĩ là với cái thế trận này thì đợi đợi tôi nốt cái Santanic. Đây rồi. Chưa đánh nhau anh em ạ. Đợi tôi nốt cái Santanic đã. Cho nó chắc cốp. Rồi, level 19 tiến vào khu vực Hao San. Tên này thì có lẽ là sẽ ăn được Đô San thôi, khi mà đối phương thì cũng đang bận công việc đép nhà. Imberso có cò lửa sẽ bổ sung thêm lượng sát thương vào trụ và máy bay trận đấu này. Anh ta có búp Aglanity của Invoker nữa. Nếu như khống chế được nhiều người thì máy bay bắn sẽ rất sát. Tầm này chưa biết thế nào. Rõ ràng là bên phía của Team Master họ có một con Winter Wyvern để chống lại combo của Royal Never Give Up. Bây giờ tôi nghĩ là Void cần phải lộc đẹp hơn. Ba người đi. Nào, Flixel 3 phá được sớm bốc đối phương. Và bên phía Team Master không vội mà dồn đam vào cái con Enchant. Con Enchant này hơi khó giết một chút. Bây giờ cố gắng dồn vào mà Void lồng đẹp thì là họ sẽ thua. Không vội vàng, đứng ở khu vực đang có Vision thôi. Rất chậm rãi. Trông không giống Laster, họ muốn có game 3 ở trong cái trận đấu này. Họ muốn thắng 2-0. Vẫn đang thi đấu bình tĩnh. Tuy bị dẫn và không vấn đề gì cả. God King ơi, đừng bảo lại chết chạy ở đây nhá. God King rồi đấy. Bị dồn vào, nhưng mà Doom tầm này không đủ đam chơi cả God King rồi. Bật BKB lên quay trở lại đấm Lam luôn. Lam đã phải tự búp cho mình quả câu Embrace rồi. Nhưng đó là Cataclysm và các kết thúc luôn mạng Winter Wyvern. Vâng, God King anh ta có Aegis nên anh ta rất tự tin. Và bên phía Aster họ cũng dồn nhưng mà không dứt khoát ấy. Thấy cái con máy bay là có Aegis, không dứt khoát là lỗi thôi. Bây giờ là bên phía Royal Nevac họ tràn vào để hút luôn. Axcon bật BKB, cố gắng hold lại. Nhưng có để làm gì đâu. Bây giờ thì sao? Axe không còn BKB rồi. Nếu mà Void úp lồng vào người của Axe thì Invoker vẫn có thể dùng đam rất thoải mái. Nhưng mà Winter Wyvern cũng chưa sống dậy để mà back up. Vina buộc phải chọn vị trí khéo bởi vì anh ta không có item thủ. Trên người gọi là full công giáp. Full công thôi nhưng mà không có giáp. Còn có MKB, có cho mình kiếm tàng hình và gậy lốc. Người rất giấy, 1900 máu. Thủ thì cũng chỉ có tầm 15 thủ thôi. Tầm này đối phương bắn vào thì cũng khoảng 6-7 hit là cũng đau đớn lắm rồi. 5k net chain sau một pha team fight, sau một pha bắt nẻ rất tốt. Bây giờ thì Monet. Monet đang hơi tự tin quá thì phải. Đối phương bây giờ không phải là một con máy bay yếu đuối như trước nữa rồi. Tên lửa găm tới Monet, 17 giây nữa mà có BKB nhưng Manta né tên lửa. Cố gắng để dồn lên đến từ các thành viên RNG. Họ thấy vị trí Monet rồi, tiếp tục là slow feed. Petus cực kỳ đau. Và thêm đá lửa vào mồm, nó là đi rồi. 4 người bắt được Monet và lên bảng 70 giây, không có buyback và thiếu tận 400 tiền. Tai hại rồi, tên này thì là khu vực land mid. Thành ít giữ nhiều rồi. Không có ách. 1 phút. Với thời gian mà đủ lâu để cho máy bay có thể bút vào. Lina làm hero có khả năng đét, nhưng bây giờ Lina đang không có nhà. Khi mà anh ta đang vẫn còn đang bút ở trên khu top cơ. Vâng, được bút đam, máy bay anh ta sẽ bắn cực kỳ đau. Có cả sai gan nữa, thành ra là khả năng bút rất là mạnh. Việc nhìn cái con Timberso nó kho và trụ thì cũng có yếu đâu. Hỗ trợ một cái lượng đam rất lớn để bút nhanh hơn. Đây, trụ tìm nhanh. Kìa, làm xong set rack được cùng Glenn Mead. Thậm chí bắn cho Lam cửa cây máu luôn. Lưng cây máu này mà còn dám vào Gobat thì chắc là siêu liều rồi. Sắp shooter trận này trôn lui bắn chưa chuẩn lắm anh. Toàn thấy bắn chưa thôi. Bây giờ thì 8k tiền rồi. Khó nhỉ. Máy bay Satanic vẫn còn. Aegis thì chắc là sắp hết. Satanic thì bây giờ mà trước khi bị Doom mà bật được lên thì cũng là ok. Em nghĩ là trận này có Doom máy bay đi chăng nữa thì cũng khá là khó để giết con máy bay này. Doom sai gắn, phải côn, có hồi máu hơn nữa. Đúng không? Có hồi máu của Enchant và thêm cái búp Aclarity của con Invoker nữa. Lượng đam tay to thì anh ta bắn hồi máu lại sẽ rất là nhiều. Khó dành cho bên phía của Aster rồi. Máy bay này đúng là một cái bảo hiểm nhân thọ thật. Cả game nó chả có impact gì anh ạ. 20 phút
phút đầu game chả có impact gì. Cho đến bây giờ thì KDA cũng chỉ là 1-3-1. 1-3-1 nhưng mà Thành hai tương còn thẳng lên cùng hai. Terry đặt rất khỏe, vừa có tank vừa có đam. Shooter bắn trúng Enchan, mở Major Thedon lên rồi. Ôi lại lượng máu Ingress đang dình Doom. Ôi Doom không được rồi, cố gắng Doom của Winter Saw. Bây giờ đó là một cú lồng 3. Winter cut lại và cũng đã kết liễu được mạng của Doom rồi. Một hết bật KB tầm này xuống lên với máy may thì làm gì có tuổi. Con King cuối cùng đã có impact và trận đấu thì gần như đã được ấn định ở đây rồi. Khi mà con King lên tiếng và GG luôn đến từ các thành viên Raster. Con máy may 1-3-4. Thế thôi. Toàn bộ game đấu. Chỉ cần farm. Sau đó là di chuyển cùng team put một combat là chiến thắng một đều và chúng ta sẽ có game 3 ở trong cái loạt trận 3-3 này. Có vẻ như là khi mà Red Panda được cầm Felix Void thì vẫn nét hơn nhỉ, nghiền nát. Thực ra thì những cái quả lồng thì em nghĩ là một phần là do máy bay đánh Fanline, lúc đấy máy bay khỏe quá rồi, đối phương cố gắng bâu vào siết máy bay bết hết rồi.